Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi sau bão số 13, phần lớn tàu cá của ngư dân Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung đã vươn khơi đánh bắt thủy sản sau hơn một tháng neo đậu tránh các cơn bão. Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho biết, trong những ngày qua, nhiều ngư dân đã tranh thủ thời tiết không có bão trong 10 ngày để ra khơi đánh bắt hải sản. Số lượng tàu cá của ngư dân Đà Nẵng và các tỉnh neo đậu trú bão số 13 trong âu thuyền Thọ Quang lên đến 1.038 chiếc và có 857 tàu đã ra khơi, hiện chỉ còn neo đậu trong âu thuyền 181 tàu cá. Đặc biệt, nhiều tàu cá của ngư dân Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung đánh bắt ở các ngư trường cũng đã mang về cảng cá Thọ Quang hàng tấn hải sản các loại cung cấp cho thị trường Đà Nẵng sau bão.